Rồi, cảm ơn các bạn. Mua cá phóng sanh mà cực quá. Sáng giờ bơi 4-5 cây số. Hết người này tới người kia. Nhiều dữ vậy. Nhiều ký vậy? Vẫn 60 hả? Rồi, để xuống nước đi. À, đây mấy ký? Đây mấy ký rồi anh? Mình nghĩ chắc cái này 6 ký không? Dạ hơn chứ anh. 7 ký không? Dạ hơn chứ, cái này cũng phải 9 ký. Giờ em nói nhiêu ký? Thì giờ muốn nói nhiêu ký là nhiêu ký? Nhiêu ký nè. 8 ký gì? 9 ký. Ok, 9 ký nha. Rồi. Bây giờ chỗ nào nước trong trong? Em xin phóng sanh hết số cá. Đây cầm tiền giùm. Nhót quá. Em để xuống. Dạ em xin phóng sanh hết số này mấy 10 ký hả? 9 ký. Dạ mấy bạn nói là 9 ký cá thì em xin phóng sanh hết 9 ký cá bóng con này trở về thiên nhiên hồi hướng công đức cho ba của chị Phượng ở Tây Đức. Dạ cho bé Châu Bảo Khang và cho anh Khổng Tường Phát. Dạ rồi. Những con chết mình sẽ lụm lên nha. Sáng giờ bắt được 9 ký hả? Wow. Dạ. Còn sống lắm. Nâng nâng lên bạn cầm phụ mình đi. Dạ. Dạ thôi em xin phóng sanh hết 9 ký này cho chị Phượng ở Tây Đức đi. Làm lại đi.